Hello, chào các bạn, mình là Thuận Guitar và chào mừng các bạn đến với lại video Q&A số thứ 2. Trong cái series Q&A này thì mình sẽ giải đáp tất cả những cái thắc mắc liên quan tới cái chuyện tập đàn mà các bạn gặp phải. Từ những cái kiến thức thuộc về cái phương pháp học đàn, ví dụ như là cách bấm nốt như thế nào nè, cách bấm hợp âm như thế nào, luyện tập ra làm sao cho nó hiệu quả, đọc như thế nào để có bài bản, đến những cái giải đáp về vấn đề lý thuyết, nhạc lý, tông là gì, thang âm là gì, làm thế nào để học nhạc lý có hiệu quả, cho đến những cái khúc mắc mà các bạn thường hay gặp phải trong cái quá trình luyện tập. Ví dụ như là tại sao bấm nốt mà cứ bị tịt nốt hoài, tại sao mình chuyển cái tay nó chưa nhanh, tại sao mình chuyển hợp âm không tốt, làm thế nào để mình có thể giữ được nhịp khi mà tập đệm hát. Nói chung đây là một series mà bạn có bất cứ thắc mắc nào cứ hỏi, mình sẽ làm video để trả lời. Cái gì mình cũng trả lời được hết trơn á. Anh ơi, biết chơi guitar là sẽ có người yêu đúng không anh? Em nghe nói là làm YouTube dạy guitar kiếm mấy chục triệu một tháng đúng không? Anh chỉ em cách là học guitar trong vòng 10 ngày á. Mấy đó mình đâu biết đâu. Vậy mà kêu cái gì cũng biết. Cái gì mình cũng trả lời được hết trơn á. Cái gì mình cũng trả lời được hết trơn á. Ok, mình giỡn chút xíu thôi và bây giờ là chúng ta đến với lại cái câu hỏi của video hôm nay. Sau khi mà mình đăng những cái clip về hướng dẫn luyện ngón nè, hướng dẫn về bấm hợp âm nè, chuyển hợp âm nè, thì các bạn thường hay gặp một cái vấn đề, đó là cái ngón tay chúng ta bấm nốt, bấm hợp âm á, mình bấm thì được, nhưng mà khi chúng ta chuyển từ cái thế tay này sang cái thế tay khác thì mình hay bị chậm nhịp nè, mình hay bị bấm sai dây nè. Làm thế nào để khắc phục được cái điều đó? Đây, các bạn thường hay chuyển hợp âm nó giống như mình vậy nè. Mình vừa mới chuyển giữa hai cái hợp âm là mi thứ và la thứ, hai cái thế tay rất là dễ thôi. Mình quạt 1, 2, 3 đều đặn. Nhưng mà đến khi mà mình quạt xong 3 nhịp á, mình chuyển sang hợp âm mới á, thì nó hay bị khựng lại. Và thậm chí là khi mình bấm vô hợp âm mới á, mình còn bấm sai nữa, cái dây nó bị tẹt 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 tẹt. Thì đó là cái vấn đề mà các bạn cũng thường hay gặp phải đó. Vì trước khi mình chỉ cho các bạn cách khắc phục, chúng ta phải tìm hiểu qua về cái nguyên lý của nó ha. Các bạn phải để ý nha, trước khi mà mình chỉ cho các bạn bấm hợp âm thì mình thường chỉ cho các bạn luyện ngón. Những cái bài tập dễ dàng như thế này, những cái bài tập mà khi mà chúng ta bấm vô á, chúng ta chỉ bấm có cùng một lúc có một ngón thôi, lần lượt từng ngón chứ không có bấm vô một cái thế như là hợp âm. Ví dụ như hợp âm la thứ chúng ta sẽ bấm 3 ngón vô. Mi thứ chúng ta bấm 2 ngón nè. Đô trưởng chúng ta bấm 3 ngón nè. Thì hầu hết những cái thế hợp âm á, nó đều phải sử dụng ít nhất là hai ngón tay để bấm. Còn những cái bài mà luyện ngón đó, nó chỉ có cùng một lúc một nốt, một ngón bấm như vậy thôi. Thì có thể thấy được á, là những cái bài luyện ngón là những cái bài dễ, còn những cái bài luyện bấm hợp âm thì nó khó hơn. Tuy nhiên á, là về nguyên tắc thì chuyển hợp âm nó cũng giống như là chuyển nốt mà thôi. Luyện ngón nó dễ hơn là tại vì cùng một lúc chúng ta chỉ chuyển có một ngón tay mà thôi. Đó, như thế này. Còn về hợp âm á, thì chúng ta phải chuyển cùng một lúc nhiều ngón tay với nhiều thế tay khác nhau. Vậy thì cái nguyên lý chuyển hợp âm ở đây thật ra nó cũng chính là luyện ngón luôn, nhưng mà nó chuyển nhiều ngón hơn, chuyển nhiều vị trí hơn, do đó nó dễ làm chúng ta bị rối. Thì chính vì vậy mà mình mới khuyên các bạn là hãy luyện ngón cho thật kỹ, tất tần tật mọi thứ đều bắt đầu từ luyện ngón. Càng luyện ngón kỹ thì khi chúng ta học hợp âm chúng ta sẽ càng chuyển nhanh. Nhớ nha, phải luyện ngón thật là kỹ. Cái thứ hai mà mình muốn các bạn để ý là cái hợp âm nó thường bấm cái tay nó chéo chéo như thế này nè, cái đường chéo nó xuống như thế này. Ví dụ như chúng ta bấm pha, các bạn thấy không, 3 2 1 nó chéo xuống như thế này, đô trưởng nó chéo xuống như thế này, son 7 nó cũng chéo xuống như thế này, rê thứ nó cũng có một cái đường chéo xuống như thế này, mi trưởng đây nè, nó cũng chéo xuống như thế này. Hầu như tất cả các thế bấm hợp âm nó đều có một cái đường chéo. Vậy cho nên á, là mình sẽ chỉ cho các bạn một cái bài tập giúp cho cái bàn tay của mình nó quen với lại cái thế đó. Đó là bài tập 3 ngón này thôi, ngón 1, ngón 2, ngón 3. Chúng ta sẽ tập như sau ha. Mình sẽ sử dụng ngón 3 bấm vào ngăn 3 của dây 3. Ngón 2 bấm vào ngăn 2 dây 2. Ngón 1 bấm ngăn 1 dây 1. Đó, các bạn nhớ nha. Thì bài tập nó sẽ như sau nè. Bắt đầu bấm vô ngón 3 trước, xong tới ngón 2, tới ngón 1. Khi chúng ta bấm vô thì chúng ta sẽ giữ cái tay lại. Thì khi chúng ta quen với lại cái thế tay này á, nó sẽ gần gần giống với lại các cái hợp âm. Và khi chúng ta luyện tập âm á, cái tay mình nó sẽ quen hơn. Rồi bây giờ mình nâng cấp cái bài tập lên chút xíu, đó là mình di chuyển ha. Mình bấm như thế này. Cái bây giờ mình di chuyển ngăn 4-3-2, mình bấm tiếp 4-3-2, vẫn nằm ở dây 1-2-3 ha. Rồi chúng ta di chuyển tiếp 5-4-3 6-5-4. Đó, cứ như vậy. Rồi chúng ta di chuyển về, chúng ta sẽ gồng cái tay nè, gồng cái tay nè, gồng cái tay ngay chỗ này. Nhưng mà khi chúng ta chuyển dây, chúng ta thả lỏng hết tất cả 3 ngón ra cùng một lúc. Chuyển đi, bấm vô, giữ, 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 thả lỏng, di chuyển.
chứ không phải là chúng ta cứ giữ nguyên cái tay vậy xong chúng ta đưa như vậy là không đúng nha. Mình phải thả cái tay ra, bấm này xong, thả cái tay ra, di chuyển qua, bấm tiếp. Thả cái tay ra, di chuyển qua đây, bấm tiếp. Rồi, ngoài cái chuyện chúng ta đi ngang, đi lùi về, chúng ta cũng phải đi lên, đi xuống nữa. Ví dụ như là 3, 2, 1, là dây 3, dây 2, dây 1. Thì bây giờ chúng ta lên dây 4, dây 3, dây 2. Nhớ khi lên dây 4 thì chúng ta đánh cái này bằng ngón cái ha, ngón trỏ, ngón giữa. Rồi, tiếp tục lên dây 5, dây 4, dây 3, dây 6, dây 5, dây 4. Chúng ta bấm nè. Thì cái bài tập đầu tiên này nó sẽ giúp chúng ta quen với lại cái thế tay của hợp âm, đó là cái thế tay chéo như thế này. Rồi các bạn cũng để ý á, là khi mà chúng ta bấm hợp âm á, có những hợp âm chúng ta chỉ dùng có 2 ngón thôi, có những hợp âm chúng ta dùng 3 ngón, có những hợp âm dùng 4 ngón luôn. Thì càng chơi lâu các bạn sẽ dùng những cái hợp âm dùng 4 ngón nhiều. Ở trong đó thì hai cái ngón áp út này nó khá là yếu nè, ngón út và ngón áp út nó khá là yếu, cho nên là chúng ta sẽ có thêm một cái bài tập để mà mình làm quen, mình giúp cho hai cái ngón này nó khỏe hơn ha. Thì cái bài tập này diễn ra như sau nè, chúng ta sẽ để ngón trỏ ở ngăn 1, dây 1 trước đi. Sau đó đó chúng ta dùng cái ngón số 3, chúng ta bấm vào ngăn 3. Trong lúc mà chúng ta bấm cái ngón số 3 này á, chúng ta vẫn giữ cái ngón 1 này lại ha. Bấm vô nè. Xong rồi bấm vô ngăn 4 nè. Lúc này thì có thể thả cái ngón số 3 ra. Thì chúng ta cứ tập như vậy hoài lên. 3 4 3 4 3 4. Có nghĩa là chúng ta sẽ giữ cái ngón trỏ này ở đây ở ngăn 1, không cần phải đánh, nhưng mà chúng ta sẽ giữ nó ở đó rồi chúng ta đánh ngăn 3 ngăn 4. Một số bạn sẽ gặp khó khăn ở cái việc là không với cái tay ra được á, thì không phải là ngón tay các bạn ngắn, mà là các bạn hãy di chuyển cái tay nè, bạn để ý nè, cái ngón tay cái của mình và cái ngón này mình để yên một chỗ. Nhưng mà nếu mà mình di chuyển như vậy thì sao? Đó, các bạn có thấy nó gần hơn ngăn 4 hơn không? Bấm di chuyển như vậy thì nó xa, để qua vậy nó gần. Thì các bạn cũng vậy, các bạn thả lỏng cái tay ra, di chuyển vẫn giữ cái ngón này ở đây, nhưng mà chúng ta phải thả lỏng cái tay để chúng ta đưa tới đưa lui, chứ không phải là mình đứng ở đây cái mình với ngón út này, không phải nha. Muốn bấm ở đâu đưa bàn tay qua tới đó. Thì chúng ta bắt đầu bấm là chúng ta có thể đổi dây cũng được. Bạn nào bấm ở những cái ngăn đầu này cảm thấy khó khăn quá đó, chúng ta có thể là đưa lên những cái ngăn cao, bất cứ cái ngăn nào ở trên đây cũng được, miễn sao là cái thế tay của chúng ta sẽ là một ngón ở đây, ngón số 1 ở ngăn này, ngón số 2 ngăn tiếp theo, ngón số 3 ngăn tiếp theo, ngón số 4 ngăn tiếp theo. Thì lúc đó chúng ta giữ ngón trỏ này lại, ngón số 1 lại nè. Sau đó chúng ta sẽ đánh ngón 3, ngón 4. À, mục đích của bài tập này là giúp cho hai ngón tay này nè, nó quen hơn, nó khỏe hơn và điều khiển nó chính xác hơn. Đó, thì mình đã giải thích cho các bạn về cái nguyên lý của cái việc là chuyển hợp âm rồi đúng không? Thật ra nó cũng chỉ là luyện ngón thôi, nhưng mà nó ở một cái mức độ khó hơn, nó bấm nhiều nốt hơn, cho nên là chúng ta phải chuyển cùng một lúc nhiều ngón tay. Và mình có chỉ cho các bạn về một cái bài tập để làm quen cái form tay của hợp âm, và một bài tập giúp tăng cái độ bền của hai cái ngón yếu là ngón út, ngón áp út lên. Đó, như vậy các bạn chỉ cần luyện tập hai cái bài này nhiều, từ từ khi các bạn quay lại các bạn bấm hợp âm á, nó sẽ quen thôi. Nhưng mà chưa hết đâu, mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một vài cái tip nữa. Đầu tiên, để chuyển hợp âm nhanh thì các bạn cần phải thuộc hợp âm thật là nhuần nhuyễn. Thuộc âm á, nó có nghĩa là khi mà trong đầu các bạn nghĩ tới hợp âm mi thứ là cái tay các bạn biết bấm mi thứ như thế nào luôn, không cần phải suy nghĩ nữa. Đô trưởng là gì? Đây. Xón trưởng là gì? Đây. Rê thứ là gì? Đây. Mi 7 là gì? Đây. Thì đầu tiên các bạn cần phải học thuộc. Cái cách học thuộc đó là các bạn làm như vừa rồi với mình đó. Các bạn đọc đô trưởng, à cái tay đô trưởng, đưa vô luôn. Xón trưởng, đưa vô luôn. Thì cái này chưa nói tới việc chuyển hợp âm, mà mới nói tới cái việc là bấm hợp âm chính xác thôi. Các bạn phải làm cho cái bàn tay này nè, nó nhớ cái hợp âm. Đó là cái tip đầu tiên. Cái tip thứ hai khi mà chúng ta tập chuyển hợp âm á, đó là thà chậm mà nó đúng nhịp, còn hơn là nhanh mà nó sai nhịp. Ví dụ như mình sẽ lại chuyển hợp âm với lại tay trái, tay không thuận của mình, với hợp âm mi thứ và hợp âm la thứ. Thay vì mình đánh nhanh như thế này, nó sẽ dễ bị sai nhịp. Thì bây giờ mình hãy đánh chậm lại thì mình đảm bảo nó sẽ đỡ hơn một chút. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Đó, mình chuyển được rồi nè. Nói chung á, là thà đánh chậm mà đánh đúng nhịp còn hơn đánh cái nhanh lên mà sai nhịp. Cái tip thứ ba đó là nếu như bạn nào gặp khó khăn trong việc là chuyển cùng một lúc nhiều ngón, thì bây giờ chúng ta hãy chuyển lần lượt từng ngón đi. Bắt đầu từ trên dây bát trước, rồi xuống những cái dây dưới này sau. Nó như thế này nè. Ví dụ như chúng ta có hợp âm đô trưởng là một hợp âm có dây bát là dây số 5. Bấm như thế này nè.
Và khi chúng ta muốn chuyển qua hợp âm son chữa đó, là một hợp âm thế tay như thế này và có dây bát là dây số 6, thì chúng ta phải có cái cách chuyển như sau. Đố chữa nè, chuyển qua son á thì chúng ta phải nhớ là dây bát của son là dây số 6, cho nên chúng ta hãy lấy ngón này nè, chúng ta bấm lên đây trước. Nó như thế này nha, mình làm từ từ cho các bạn xem nè. Thay vì là chuyển cục một lúc là như thế này nè, chuyển cùng một lúc khó quá đúng không, thì các bạn chuyển từ từ thôi. Các bạn thả tay ra nè, các bạn bấm cái ngón này vô trước cho mình như nè. Đó, định hình cái vị trí trước, sau đó từ từ đưa mấy ngón kia vô cũng được. Rồi khi chúng ta chuyển từ son đưa về đô đúng không, son đưa về đô thì chúng ta phải nhớ là cái ngón này nè, nó sẽ đưa lên đây. Đó, thấy không, son nè lên đô thì chúng ta phải tập trung vào cái ngón này. Chúng ta tập trung vào cái ngón này, chúng ta bấm vào đó trước, hai ngón này đưa theo sau, thay vì các bạn phải chuyển cùng một lúc. Các bạn thấy nó hơi vội đúng không? Bây giờ mình sẽ làm nó thư thả hơn nè, bằng cách là chuyển từng ngón. Bất cứ hợp âm nào cũng vậy thôi, ví dụ như là thử. Nói chung nếu như các bạn có thể chuyển được cùng một lúc tất cả các ngón chính xác vào hợp âm mới, quá tuyệt vời. Nhưng nếu không thì các bạn hãy chuyển từ những cái ngón nằm ở trên trước. Tại vì thường khi chúng ta đánh, chúng ta sẽ đánh từ dưới trên, chúng ta đánh xuống. Tuy nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng chơi chậm đúng không? Có những cái bài hát nó bắt mình phải chơi nhanh. Vậy thì đến lúc này mình phải sử dụng một cái tip ăn gian. Đó là cái tip chuyển hợp âm sớm nửa phách cuối cùng. Ví dụ như khi chúng ta cần phải chuyển hợp âm ở một cái điệu disco 4-4 đi như thế này. Đó, cái hất lên cuối cùng đó là nửa phách cuối đó. Thì cái chỗ đó chúng ta có thể thả cái tay ra ở cái nửa phách cuối đó để chúng ta chuẩn bị bấm vào hợp âm mới. Như thế này nè các bạn, nếu như các bạn đánh chậm thì nó sẽ dễ lắm, nó vậy. Cứ giữ yên đúng không, đánh luôn, sau đó chúng ta chuyển. Cái này đánh chậm dễ rồi, nhưng mà bây giờ đánh nhanh thì sao, làm sao mà chuyển kịp được vậy. Cho nên là chúng ta cần phải ăn gian cái nửa phách cuối. Xuống lên chặn, lên nghỉ, lên chặn. Cái lên cuối nhấc cái tay ra. Không sao đâu các bạn, thật ra đánh thì nó sai á, nhưng mà nó chỉ có nửa phách cuối thôi, cho nên người ta nghe á, người ta cũng sẽ không có bắt lỗi các bạn đâu, yên tâm. Đánh nhanh, tốc độ nhanh, không nghe được đâu. Thì chúng ta sẽ chơi vậy nè. À, mình sẽ ăn gian ở cái nửa phách cuối, ví dụ như là slow serve. Hoặc là ví dụ điệu quạt slow serve. Nói chung tốc độ chậm á thì chúng ta cố gắng chúng ta chuyển cho nó đầy đủ, nhưng mà nếu mà tốc độ nhanh quá thì mình ăn gian mình chuyển sớm nửa phách cuối không sao hết ha. Như vậy là mình vừa mới giải đáp cái thắc mắc cho các bạn, đó là làm thế nào để chuyển hợp âm cho nó nhanh, cho nó chính xác. Nói chung là lời khuyên của mình dành cho những bạn mới bắt đầu tập đó, đó là chúng ta hãy luyện ngón thật là chắc. Còn nếu như mà bạn nào đang gặp cái vấn đề là chuyển hợp âm chậm quá thì hãy thử tập theo những cái bài tập mà mình vừa mới đưa ra, vừa mới hướng dẫn cho các bạn, cũng như áp dụng những cái tip mà mình vừa mới hướng dẫn. Ok, như vậy là bài hướng dẫn đến đây là kết thúc ha. Nếu như mà bạn nào có bất kỳ câu hỏi nào, thắc mắc nào thì các bạn hãy để lại phần bình luận và mình sẽ làm video giải đáp cho các bạn. Cái gì mình cũng trả lời được hết trơn á. Bye bye. Nói chung là cho tới giờ mình cũng không biết là biết chơi guitar thì có người yêu không ta? Không biết.